Tin nóng ngày 12 tháng 12, huấn luyện viên Gong Okun bị đề nghị án phạt bổ sung, công phượng sang Thái Lịch. Tình huống căng thẳng giữa huấn luyện viên Gong Okun và Văn Kiên trong chuyến làm khách của câu lạc bộ Công an Hà Nội đến sân Thiên Trường trở thành tâm điểm của vòng 5 V-League. Sau 2 ngày trận đấu diễn ra, đến nay vẫn có những tranh cãi gay gắt. Trong cuộc họp tổng kết vòng 5, ban tổ chức giải đã đề nghị ban kỷ luật của VFF đưa ra án phạt bổ sung với huấn luyện viên Gong Okun và Trần Văn Kiên. Dự kiến vào chiều ngày 12 tháng 12 sẽ có quyết định cuối cùng về vụ việc này. Trước đó, trận đấu này đã xảy ra các sự việc nghiêm trọng như bác sĩ khiêu khích ban huấn luyện đối phương, trọng tài thiên vị đội nhà hay việc cầu thủ Thanh Hóa liên tục nằm sân câu giờ khiến cổ động viên Bình Định la ó. Nhiều khả năng chiến lược gia người Hàn Quốc và cầu thủ Trần Văn Kiên sẽ bị phạt tiền, cảnh báo về các án phạt nặng hơn nếu tái phạm trong tương lai. Tương tự như vậy, ban tổ chức của giải cũng đề nghị ban kỷ luật xem xét đưa ra những án phạt nghiêm khắc tới từng cá nhân, tập thể ở sự cố xảy ra trong và sau trận đấu giữa Maryland Quy Nhơn Bình Định và Đông Á Thanh Hóa. Một thông tin đáng chú ý khác trong bản tin này liên quan đến tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Theo đó, Công Phượng nhiều khả năng sẽ không trở lại Việt Nam mà chọn gia nhập một đội bóng tại giải vô địch quốc gia Thái Lan. Trước đó, các đội bóng Thái Lịch được cho là đã quan tâm đến việc chiêu mộ Công Phượng. Nếu Công Phượng sang Thái Lịch, đây có thể coi là một lựa chọn hợp lý bởi giải vô địch của Thái Lan có nhiều nét tương đồng với V-League và phù hợp với năng lực của Công Phượng giúp chân sút này có cơ hội ra sân nhiều hơn.